Sáng nay ngày 13 tháng 11, đoàn kiểm tra số 1 của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023 tại Ban thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng gia dân tỉnh, các thành viên trong ban thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023 tại Ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Đại tướng Tô Lâm đã đánh giá ghi nhận Ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động trách nhiệm chuẩn bị tốt các nội dung được kiểm tra, phối hợp tích cực hiệu quả với đoàn kiểm tra của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã bám sát các quan điểm nguyên tắc của đảng tổ chức lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ thị kết luận quy định của trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tình hình chính trị nội bộ trong đảng bộ của bà rịa vũng tàu ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện các hiệu quả các phương án kế hoạch bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương Đại tướng Tô Lâm cũng nêu ra một số lưu ý hạn chế và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu có biện pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, sớm có các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023, đoàn kiểm tra số 1 đã kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023 tại Ban Thường vụ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Tổ chức tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ thị ủy Phú Mỹ, Ban Thường vụ huyện ủy Xuyên Mộc.